Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Đánh giá nhanh Kimco AK550 Premium, một cái mẫu tay ga mới với thiết kế thể thao, động cơ mạnh mẽ và nhiều trang bị hiện đại. Cái mẫu tay ga mới Kimco AK550 Premium 2025 với một thiết kế thể thao, động cơ mạnh mẽ cùng rất nhiều trang bị hiện đại đang hút rất nhiều cái sự chú ý của người tiêu dùng. Kimco AK510 đã chính thức có mặt tại thị trường Brazil từ năm 2020. Mới đây, thương hiệu nổi tiếng tại Đài Loan đã giới thiệu cái phiên bản cập nhật mới mang tên Kimco AK510 Premium 2025 với một thiết kế mạnh mẽ hơn và nhiều cái cải tiến công nghệ đáng để chúng ta chú ý. Chiếc xe có chiều dài cơ sở 1580m, về mặt kích thước tổng thể dài, rộng, cao, lần lượt 2220 x 795 với 1450 mm. Cái chiếc Kimco AK510 Premium 2025 số chứng minh quốc chén bề thế. Cái khung thì làm từ nhôm giúp cho xe có trọng lượng hợp lý 241 kg, cùng với cái tỷ lệ phân bố trọng lượng giảm gần 5% trên mỗi trục. Cái bình xăng chiếc xe này với dung tích lớn 14,5 lít. Ở cái phần đầu của cái chiếc Kimco AK510 Premium 2025 được trang bị cho mình cái kính gió điều chỉnh điện với cái độ cao tối đa là 8,5 cm. Cái giải đèn LED chạy ban ngày với thiết kế hoàn toàn mới, hệ thống chiếu sáng hoàn toàn ở dùng công nghệ LED hiện đại. Ngoài ra, cái mẫu xe này còn trang bị tay cầm có sưởi 3 cấp độ, chìa khóa thông minh, cái cụm đồng hồ với 2 màn hình kỹ thuật số, hỗ trợ kết nối thông minh, cái cốp chế độ bình yên siêu rộng rãi để đủ mũ hiểm là cả đầu và nhiều vật dụng cá nhân nữa. Về mặt sức mạnh, cái chiếc Kimco AK510 Premium 2025 được trang bị động cơ là 2 xăng thẳng hàng, dung tích thật là 550cc, cho ra cái công suất tối đa là 50,9 lực, một máy xăng cực đại là 50,99 Nm. Có động cơ này nó vượt cho hãng nếu so với cái chiếc Honda SH350i, dòng xe được mệnh danh là vua tay ga của hãng Honda hiện nay. Các thông số kỹ thuật nổi bật khác bao gồm hệ thống treo trước là phục hành trình ngược, cái giảm sóc đơn phía sau nằm ngang, cái bánh xe 15 inch với cái lớp phía trước là 120/70, trong khi phía sau là 160/60. Cả hai bánh đều được trang bị cho mình phanh đĩa đến từ Brembo, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kinh, đảm bảo an toàn người lái trong cái tình huống phanh. Ngoài cái phanh ABS thì Kimco AK510 Premium 2025 còn có thêm hai chỗ lái tiêu chuẩn và đi với trời mưa, hệ thống kiểm soát hành trình và kiểm soát bám đường. Xe trang bị cho mình cái ổ cắm USB, kép người dùng sạc điện thoại và các thiết bị di động một cách rất tiện lợi. Một cái điểm nhấn độc đáo của cái mẫu xe này chính là cái bảng điều khiển trung tâm được thiết kế lấy cảm hứng từ những cái phím đàn piano, giúp cho việc sử dụng trở nên dễ dàng và trực quan hơn. Về mức giá bán của chiếc Kimco AK510 Premium 2025 tại thị trường Malaysia rơi vào khoảng là 65.600 ringgit, đó là tiền Việt nó tương đương là 370 triệu đồng. Tại thị trường Việt Nam, cái mẫu tay ga cỡ lớn này cũng được bán mức giá khoảng là 375 triệu đồng. Mặc dù mức giá này khá cao nhưng vẫn rất là hấp dẫn với những trang bị đẳng cấp mà mẫu xe mang lại. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và kênh tiếp nhớ like, share, subscribe.